Trời ơi, ba con, bốn con. Gì đây? Bốn con luôn. Trời. Đây này coi chú chị bốn con luôn này. Người không? Ừ, coi chung ở đây mình trúng ổ cùa anh Pháp à. Màu do con màu nhảy biến quá, con nhỏ thả em đó. Hồi chiều giờ thì bố anh em Pháp đặt này của chú anh chị cũng một đống cua luôn. Nói chung thì cũng được một son á. Đây của chú anh chị, chín rồi này. Hai, Pháp xin mến chào cả nhà. Pháp xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp nha. Pháp xin chúc cả nhà mình một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Cô chú anh chị mình nhìn xem nè. Hiện tại là hôm nay là ngày 29, ngày âm á cô chú anh chị. Thì mùa này là mùa Tây Nam nên tới cái ngày 29 là ở quê Pháp á, bãi cạn thì nó sẽ giúp cạn luôn. Pháp thì hiện tại đang ở một cái bãi đá rất là dài. Hôm nay thì Pháp sẽ làm một cái video đi đặt cua, bẫy cua, mò cua cùng với mấy anh em của Pháp nha. Mùa này á, cô chú anh chị thì ghe ở quê Pháp á sẽ đậu ngoài bến đây. Còn gió mùa đông bắc về á thì sẽ chạy vào bến trong lại đậu nha. Mấy anh em Pháp thì đang chuẩn bị những cái bẫy để bắt những con cua này. Mùa này là mùa ở quê Pháp á, mấy đứa em nhỏ hoặc là người lớn như Pháp đồ á thì xuống biển đặt cua nhiều lắm. Hôm nay đi thì có em Tài này cô chú anh chị, Tài đó, em Kiệt đó, em Đót, cũng mấy anh em thân thuộc của Pháp thôi. Đây là những cái bẫy Pháp thường hay đi bắt những con cua cúm, cua đá, cua lan bông. Cũng có khi có cá vào á cô chú anh chị. Đây là những cái bẫy truyền thống ở quê Pháp nha. Thì mồi hôm nay á Pháp có bỏ ra những con cá trình. Những con cá trình này á thì nó ở dưới cát thôi nên quê Pháp gọi là cá trình cát nha. Cá này thì Pháp lặn bắt vào luôn. Cá này thì nó rất là tanh nên những con cua nó thích những cái mồi tanh á. Nó đánh bắt cua thì nó sẽ đạt hơn nha. Rồi giờ mấy anh em Pháp sẽ gài màu rồi ra những cái bãi cạn nào để đặt cua. Đây nè cô chú anh chị, mồi thì mấy anh em Pháp thì gài như thế này nè. Mình sẽ căng ngang qua để chính giữa nha. Khi nào mà con cua á, nó bò vô nó ăn chính giữa đây là nó sẽ nằm trong lưới, mình kéo lên. Rồi em Dot sẽ đi đặt kiếm một cái chỗ nào á hóc hẻm á, thì mấy con cua nó thường hay ở hóc hẻm á cô chú anh chị, nên mấy anh em sẽ kiếm những cái hóc để đặt xuống để bắt cua nha. Hiện tại thì cũng đang gài một cái này. Em kia thì tát cái hũng nó ra hình như là có cua trong đó cô chú anh chị. Chỗ đó Kiệt đặt qua đó đi. Có cua mà tát ra ấy. Hãy. Em Kiệt cũng làm một tay mò của chú anh chị à. Em Tài thì cũng gài được thêm một cái nữa cô chú anh chị. Giờ sẽ đặt xuống nha. Nước trong thì mấy anh em đi lặn bắt. Còn mà nước mà đục như thế này á, chỉ có những cái bẫy như thế này là đặt được cua thôi. Có thể là bố anh em Pháp đặt 7 cái. Hy vọng hôm nay thì mấy anh em sẽ gặp được nhiều cua nha. Khu vực hiện tại mấy anh em Pháp đang bẫy cua gọi là gành son nha cô chú anh chị. Quê Pháp thì có một cái bãi biển cũng đẹp lắm cô chú anh chị à.
gành son đắt đỏ cát vàng đó, cô chú anh chị. Ở ngoài đây tầm khoảng đi ra tầm khoảng 5-10 phút nữa là tới rồi. Đẹp lắm. Em kịp kéo cái đầu tiên này cô chú anh chị nè. Dính được, nhảy xuống kia. Nhảy xuống kia. Đó. Chà, động rồi. Chà, ô đồ con cua đá. Lấy show tay. Đây cô chú chị được một con cua đá này. Một con đầu tiên nha. Lấy lọc. Đó. Một con đầu tiên. Đây. Kìa. Giờ em tài kéo cái thứ hai. Đó có cua á. Mấy con? Có con cá hả? Đây nè cô chú anh chị, một con cua lan bông này. Cái màu này thấy nhảy biến này. Ừ mới kéo mà được hai con rồi. Đầu tiên là màu này à. Ờ có trứng rồi. Thả đi. Mấy con cua mà có trứng thì mấy anh em không có bắt nha. Thả nó. Ồ giữ chưa? Thấy không giữ không? Rồi, nằm đốt được. Thả, thả đó, bắt thả đi. Đặt lên. Đặt, ồ, dầu. to, lấy dép. Dầu. Cô chú anh chị thấy dữ không? Này. Đó. Ghê. Dữ ha. Này nó bảo vệ con nó lại. Mấy cua lan bông này nó dữ lắm. Thấy bước xuống là có máu rồi nè. To ngon. Sao? Lấy tay à. Solo rồi nó luôn ấy. Trứng lên, đó là lại. Đây cô chú anh chị nó đang sinh sản ra nha. Cục trứng nó mà tiêu lại gì là đang nở con đó. Thả em đó đó. Mà đó kéo luôn ấy. Đó luôn em con nhỏ từ. Rồi lên con nhỏ rồi chưa? Màu này có tác dụng rồi cô chú anh chị. Một con cua lan bông to luôn. Đây này. Ừ đã ha. Anh thấy màu này ngon á kìa. Mai mốt có đặt bắt cá trình gì. Bắt cá trình đặt. Đã. Ừ, chắc ghê chứ. Ừ dữ à. Đó. Đã vô. Vô còn kìa cái trời. Quá đã. Em kỳ phát hiện ra con ốc trinh nữ của chú chị. Ba chị kì. Nằm kỹ hứ. Kìa quá. Đây đủ sắc không? Ờ như có con cua cấm sao. Ở trong ấy kìa. Có con cua diêu. Lấy cái đủ sắc bắt luôn. Ốc trinh nữ của chú anh chị. Đây là cái bẫy của Pháp đặt nè. Wow, hai con luôn kiệt. Ơi chạy. Chạy không? Chạy hết con không? Chạy cua lan bông không? Giờ đây nó cạn quá. Giờ coi rồi. Hồi nãy giờ con bự anh Pháp. Giờ còn cũng bự xíu à. Cua đá lửa. Làm hậu. Đây cô chú anh chị này. Pháp đặt hai con luôn mà nó chạy hết co. Do cái lưới dạp á, nó cạn á. Nên nó chạy ra nha. Mày sâu ý. Quẹ má. Bắt em. Làm hang sâu ghê. Cua á. Đây cô chú anh chị. Ui con quẹ xanh này. Cua gì em á đó á. Em xanh này. Em đốt kéo cái dạp nữa này cô chú anh chị. Đồ cúm mẹ. Hai con luôn. Ờ may mắn chưa. Đây này cô chú anh chị được hai con nữa này. Màu này chắc là nhảy biến rồi. Đã.
màu đây nữa chứ. Màu cá trình này nó tanh á, nên những con cua nó thích ăn lắm. Một con cúm và một con cua đá. Bỏ vô em. Ta. Hả? Ừ, vậy là màu đây nó có tác dụng rồi. Làm sao quất màu đây luôn. Màu đây là anh thấy lần đầu tiên đặt này. Nhạy bén thiệt. Mới xuống mà vì là hấp dẫn rồi á. Đó. Điều kiệt cậy con cua cúm da này của chú anh chị. Đây. Cứ mà nước cạn như thế này xuống những hốc hẻm của chú anh chị thì sẽ mau phát hiện những con cua lắm nha. Không? À, con ha. Trời, vô dưới đi. Bốn con ăn. Cái màu quá trời. Chưa cứu vô. Bốn anh là phô tại. Lấy sô kiệt kiệt. Em đưa con này. Đâu? Đâu đâu qua rồi đó. Khô nào là ăn. Trời, màu này biến thiệt. Chú chị bốn con vô một lượt. Ghê thiệt. Đây này. Có thể thấy là con màu ở đây rất là nhạy biến luôn. Đó. Đổ vô đi kìa kìa. Hình như có con có trứng nhau. Đây nè, coi hôm nay có trứng này. Họ có trứng á. Bỏ em. Bỏ em, nó đang đẻ. Lan bông mà. Đây nữa qua kia lan bông mới nhiều nữa. Bỏ vô luôn. Ồ, một lượt mà kéo lên 4 con. Ủa, em con có trứng vậy à? Có trứng em, thả luôn em. Có trứng thả đi. Rồi cái này sâu quá. Một phát lại ra liền. Nó bị ướp sao? Phải không? Phải không? Kiệt đây không? Đúng, đúng. Đây cũng chưa chị. Chắc thịt. Thôi nó ướp rồi. Phải không? Ướp rồi. Ướp rồi. Ướp rồi, thôi bỏ lại. Bỏ, thu ai làm nó bị giấy rồi ha. Từ nó lại lại. Phòng bắt nha, đi lại thôi. Kêu kêu. Ồ, một con nữa. Lẹt bông, lẹt bông. Đây nè. Cua nhiều quá chứ. Đó. Cua lẹt bông, cua đá lửa, cua đá xanh, cua cúm, cua sa tăng. Rồi. Kiếm đi. Bốn con luôn á. Em nói kiếm bốn con luôn cô chú anh chị. Cù rất là nhiều luôn. Màu bé à đó. Kiếm một lần bốn con. Ghê thiệt. Đây cô chú anh chị. Một lần 4 con. Mà con kia nó hay nhỏ chắc thả nó quá. Đây. Bỏ. Lấy. Một con. Cua đá xanh này của chú chị mà nó nhỏ quá. Con này nhỏ. Nhỏ thì Pháp không bắt nha. Ướp không à? Con ướp rồi, con này ướp rồi, thả em. Con đó nó ướp rồi, chú anh chị. Con này nữa này. Đây, đi ra lại nè.
sướng nhỉ. Nó chạy ra. Con đây chắc này. Đó là lục đó. Đó, chụp. Đây cô chú anh chị. Tha tha này. Đây. Có thể thấy thì cua ở quầy Pháp bắt cũng dễ ha cô chú anh chị ha. Kéo đi kéo. Ồ, hai con luôn. Ừ, hai con to chưa. Quá đã. Ừ, đây cô chú anh chị. Con cua cúm với lại con cua lan bông này. Đã không? Đó. Bỏ vô em. Ừ, mới đặt mấy nhé, mình thấy cũng nhiều quá. Bộn quá. Mới xuống tầm khoảng chưa tới nửa tiếng cô chú anh chị. Thì cũng được rất là nhiều cua rồi. Kẹp không? Quá là đã. Một con ốc trinh nữ này cô chú anh chị. Đây. Ốc này giống ốc heo quá. Đấy là đúng sai rồi, tự chạy ra luôn à. Chú đây khá bự. Chắc, nhìn chắc chạy là để chặn. Qua đó. Bắt lên thì nó chỉ cúm lại như thế này á cô chú anh chị. Này gọi là cua cúm nha. Người Pháp gọi là cua diêu, cái tên là cua diêu. Lên, ô ốc cạn, cua nhỏ nữa. Thả luôn em. Một con ốc mượn hồn và một con cua lan bông nhỏ của chú anh chị. Có lẽ thì phải thả thôi. Ôi, ba con, bốn con. Bốn con luôn. Trời. Đây là cô chú chị, bốn con luôn này. Người không? Ừ, coi chung cái này mình trúng ổ cua quá anh Pháp à. Màu do con màu nhảy biến quá, con nhỏ thả em đó. Còn ba con to lấy nha. Quá đã. Cái chị mau chạy không ơi. Bỏ vô em đó. Một ô hai con luôn cô chú anh chị. Hai con mà nhỏ quá. Đây nè. Đó. Giờ Pháp sẽ thả lại thôi. Hiện tại bắt con cúm này. Hiện tại gặp hai con này. Ó, cái đá nào quý vậy. Cua nó bị mắc cạn nhiều quá cô chú anh chị. Lên. À rồi xong rồi. Ờ hai con chỗ hả? Có đào một cặp không? À để đó tại. Để xuống đi. Nghe càng hết rồi. Ờ bắt lên luôn. Đây là cô chú anh chị. Rồi hai con là một cặp. Cặp có nghe càng. Ừ. Lấy xô qua luôn ơi. Đây nè. Ờ, bốn con luôn. Năm con. Năm à bốn? Bốn con. Ồ, hai cua lan bông với lại một con cúm. Một con cua đá. Con này nhỏ này, hai. Nhỏ hai. Rồi, còn ba con đây lấy này, ba con to này. Đó. Quá đã. Bỏ vô đi. Ô hai con. Lan bông. Hai con luôn. Đây cô chú chị. Mà một con có trứng không? Mà có trứng mà. Không, mà có nói á. Sao lại? Không. Cua đá. Cua đá lửa. Ờ bỏ vô em. Đấy chạy này. Ô đi dữ à. To. Con này có trứng này cô chú anh chị. Đây nè, trứng thì Pháp không bắt. Đây. Ốc này thì em đó nói là có ốc dế. Ủa hai con luôn. Hai con luôn đó nè. Ừ, đây nè. Làm gì đã con nữa. Ừ. Ui.
ốc này thì rất giống ốc dâu ăn đó ha. Ăn ngon mình Pháp là ngon luôn. Ngon ha. Này. Ngon luôn. Đây. Ô, hai con. Hai cúp luôn. Nãy giờ kéo sâu 2, sâu 2, sâu 3, sâu 4 của chú anh chị à. Hai con này thì chắc Pháp nghĩ là một cặp này. Đã không? Cua xanh lại rất là nhiều luôn. Ồ mấy con. Ba con ơi. Ba con. Lan bông luôn. Ừ lan bông mà. Ồ đây lan bông rồi. Lan bông xanh lại nhiều chứ. Ừ hai con có trứng luôn. Phải không? Ba con luôn coi. Ờ ba con mang trứng hết luôn chứ. Mang trứng hết. Mang trứng hết luôn. Ừ. Cua này xanh lại rất là nhiều luôn cô chú anh chị à, mà mang trứng này. Đây này ba con này. Hai con này mang rồi Pháp à. Để ba con luôn, ba con mang trứng. Ba con mang trứng luôn. Ô dữ à, dữ à. Ừ. Đây. Đó. Cô chú anh chị mình thấy xì càng ghê không? Chắc có lẽ Pháp sẽ thả lại hết nha, không có bắt mấy con có trứng. Kéo đi. Đó. Ừ mấy con ơi. Ba con đây ơi. Ui nhiều tử. Ui lan bông. Đá xanh nữa hả? Hai đá xanh con lan bông. Ừ. Coi cách coi đánh nhau. Đây có trứng này toàn. Trứng thả em. Trứng nhiều. Cua này xanh sáng lại nhiều luôn chữ. Thả em. Còn nào không trứng rồi bắt. Cua này xanh sáng rồi. Đó. Bắt hai coi. Còn bốn đây thả kiệt. Ừ. Cua này có trứng không? Hai. Dữ quá. Em đang cày cua diêu. Gọi là cua cúm cả nhà. Cái mình mạnh lại kìa. Đó. Tiếp tục. Đó. Tay thái, giờ chạy tay. Giờ con này chắc. Cày lên hướng rồi, lên hướng rồi. Được. Chút chút ơi. Tập nhẹ nhẹ thôi nó kỹ càng á. Rồi, tập nhẹ nhẹ. Rồi, tập ở trên đây nè. Tập bên đây nè, tập ở trên lão ạ. Rồi. Kẹo lại luôn. Đây. Đây rồi. Dạ. Đây được con cúm này cả nhà. Cúm rất là to luôn. Kịp cái lắm xong luôn. Đây. Kéo lên, wow. Kéo. Con lan bông này cả nhà. Kéo lên. Đây được một con lan bông. Lấy xô xuống kìa. Kim ba. Chờ kim ba mà. Ủa cái cây đủ sắt. Đây. Cây ta. Cây ngược lại cái đó nó kìa. Ừ nó chạy vô hàng luôn. Rồi lấy cái. Cậy quay lại nè. Lại tại kia nó kìa rồi, đây lấy kìa, ó kìa đó nha. Đăng lên tin, đủ ăn anh em. Ăn đi cho dính hai con rồi đó nè. Ồ. Em kỳ đã đạt dính được hai con này cả nhà. Ồ, con này cũng hơn nhỏ quá, thôi bỏ đi kìa, con này bỏ đi. Còn con này được. Còn con này, mấy con đó. Đây. Con. Rồi bỏ con nhỏ lấy con này nè. Con này được nè cả nhà. Bỏ ra. Con mà này trứng. Cua đá. Ba con cua đá này cả nhà. Con này có trứng rồi. Ha. À, nó có trứng. Trứng đá bình trứng. Ừ. Thôi con này cứ bỏ này luôn, lấy con một càng rồi. Ba con lấy được một con thôi cả nhà ơi.
hai con đây, một con có trứng, một con nhỏ. Đây, đây. Wow, tới đây thấy con có mệt chân này cả nhà. Kêu đó đó đó. Ô, hai con ác. Hai con. Máy niệm pháp thì di chuyển từ bên phía dốc Bành Son luôn, di chuyển về đây luôn cô chú anh chị. Thì được hai con đứa này. Lấy xôi đó đó. Cua đá xanh. Hai con cặp chứ mà. Đây. Cua này chắc mà ha. Bắt cũng được một đống nha cô chú anh chị. Ồ, hai con luôn tử. Hai con luôn cô chú anh chị à. Đây này, mà hết một con nhỏ rồi. Đây, cua đang bông này. Cua nhỏ xanh lại rất là nhiều luôn. Con này như nó mang trứng hay sao không biết. Rồi, không có trứng. Kéo thêm cái dạng này nè cô chú anh chị. Ồ, dính ăn. Ồ, ba con luôn. Ừ, liền bông ăn. Ừ, hãy chạy hết con. Còn hai con à. Hai con liền bông cô chú anh chị. Chạy hết con rồi. Quá là đã luôn này. Chắc là em kéo rồi nó chín. Chắc nó dính, nó ở ngoài sau ấy. Nó ở ngoài sau ngoài lưới nó chạy rồi. Ừ, con cua liền bông nhỏ chưa. Tính ra đã đây nãy giờ. À, cua mới tầng à. Nãy giờ đã đây nó mới con. À, đừng đừng đó. Học chiều giờ thì bố anh em Pháp đặt này cô chú anh chị cũng một đống cua luôn. Nói chung thì cũng được một son á. À. Đây nè, cua cấm với lại cua lăng bông, cua đá lưỡi. Giờ mấy anh em Pháp sẽ luộc hấp lý dừa ăn đó. Hấp lý dừa sao à? À, hấp lý dừa ăn nha. Không có nước dừa nữa chơi thôi, lấy son cái đó đó. Đây, bỏ vô luộc luôn nha. Một đống cua luôn. Đúng không? Sao đủ chợ? Son này nhỏ quá à. Quá. Thôi bỏ vô luôn. Đây, ghê tử. Đủ rồi. Hôm nay thì Pháp sẽ hấp nước dừa nha. Đó, quá đã luôn. Hơi luôn á. Hơi luôn. Trời ơi. Ờ, cơm. Hai cục đá nữa. Thôi được á, hai cục rồi. Hai cục đá. Rồi. Hết xong đâu. Đây cô chú anh chị, chín rồi nè. Quá đã. Giờ nhắc xuống đi kìa kìa. Giờ ba, tôi muốn nhắc mấy triệu quan Khương Tứ Nha. Đây đây để nước lại cho làm xèo cái. Để cái lỗ đó anh bắt lên nước ấm. Xèo. Xèo là con sắn ra câu khang à. Đó. Nó có xèo. Lấy nước đại lên mẹ. Giờ này cũng tấu rồi cô chú anh chị ơi. Giờ này thì cũng 6 giờ hơn rồi á.
đúng chạy nước dài kì kì bên uống nước bên thôi ngồi đây ăn luôn ở đồng tháp rồi nè ngồi đúng không đây là đến nhà lại ngồi cứ xin xin luôn đó đủ ăn em hai nước cạn sáng cô bắt nước ở đây dạy tôi lúa đã bè à hả nhiều nhiều quá chứ dễ đâu nhiều nhiều rồi màu số lớn luôn thôi giờ mấy anh em Pháp luộc cua cũng đã xong rồi giờ này cũng tối rồi cô chú anh chị giờ mấy anh em Pháp thưởng thức cua thôi lâu rồi mới là ăn lại nè phải ăn hết anh em rồi mời cả nhà cùng ăn nha quốc để xuống ăn em ngồi chấm vô ta ăn mình cũng ăn luôn á mày em chấm vô ngồi ăn luôn dạ em biết ăn luôn không biết luôn rồi mời cả nhà ăn cơm á đường cái dưa ngọt quá bà ngọt 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 lắm từ từ con sống ra nó nhảy này đây phải mời cả nhà có ốc mặt trăng nha cay không cay không cả nhà ốc mặt trăng nguyện xanh này của chú chị đây có mời cả nhà mình về xem vậy vô chờ em tivi á đi qua nãy còn mấy con kia hả rồi đó cảm giác sao bà đó còn không thấy rồi lúc là em bị nghiện mũi anh không nghiện mùi không này mới cảm giác được mà qua đã anh bắt tại bãi cạn rồi thưởng thức tại chỗ luôn cái kiểu mây đen mưa tới luôn chú anh chị chú anh chị mình xem sao vậy sao game đi biết cái gạch của nó này cua lan bông á của chú anh chị chắc luôn riêng quậy tấu nhà đây phát mời cả nhà mình chấm với muối ớt chặt đây phát mời cả nhà ngọn cỡ ngọn luôn đó nè chú dừa quá đã sắp tới thì mấy anh em Pháp sẽ đi bắt cua ban đêm luôn. Mấy anh em Pháp sẽ đi mấy cái bãi cạn chắc nước nó đục hơn đó. Mấy cái này là đục quan pháp à? Đục mình bắt được không? Đục mình bắt được không? Nó mắc cạn trên bãi mà. Là qua bãi bắt. Mình lên đó. Đây Pháp mời cả nhà miếng cua nữa. À, nhìn chắc đã không? Đây Pháp mời cả nhà. Biếu ồ ừ đã ừ con cúm này gạch này của chú anh chị chắc thiệt chứ béo dữ đây phải mời cả nhà mình béo luôn mất kiệt gạch đó đã hả đã luôn á bắt thì quên lưới dừa anh Pháp bắt dừa anh Pháp đó nghe nãy á chú ba lốc đường ngon quá cô chú anh chị à còn gì bằng nữa hút lại
nói chung lấy nước sống nó quánh á, mấy con cá thì nó cũng ăn lại thôi cô chú anh chị à. Tại mấy niệm pháp ở bãi dạng, cái bãi dạng này cũng ngồi xa rồi nên lấy nửa tỷ chiều lên á thì nó cũng cho cá ăn thôi. Video bẫy cua hôm nay của Pháp cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây nha.